Thank you.
Voglio mai no. Tiếp đặt tiếp tục một năm mới hành trình. Mẹ đang bắt đầu một công việc. Dạ vâng, được rồi. Dạ. Quay xong chưa? Em quay xong rồi. Nói đây, nói đây, nói đây, nói đây. Nói sang nào đây Thành ạ? Không, cái dây kia để nguyên, cái dây kia để nguyên cho cái dây mới ấy. Vậy nếu vậy thì em nhấc cái dây bên này ra trước á thầy. Nhấc cái dây này ra thả cái thả lên. Tàu. Sao
sao được tấm khoảng 4 mét mà nó mặt 2m6 là được. 4m2. Cái đấy phải cắt ra chứ không để vậy cũng khỏe được không? Trước rồi mà. Ống cái kiểu cha kia đi thành rồi. Trước đây em kiếm cho anh một cái thanh 5-7 phân thì thôi, để vừa với các phân được.
Không biết là mình để mình còn cân mình lấy sợi để móc cáp nữa anh cho tôi không ăn cả. Rồi đấy không phải. Khoanh bàn tròn 2.5 thì nó vẫn còn được 3 mét mấy rồi. 2.5 thì còn được 3.4 mét, 3.5 mét.
59. Tơ đúng đi. Thank you.
Đây cái cục ở đây để cân cái này nên là cùng với mình. Em trèo lên đằng trước cái cục đấy đi. Trèo lên trước đi, để thang. Ờ, cân gì? Hết phần rồi. Còn nữa, còn mấy phần nữa lên đi. Thank you.
cây như thế này là đang biết rồi đó. Bảng đẹp đấy em, anh Đỗ Văn Quyết, em cảm ơn anh nhiều nhá, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À, cây này rất là đẹp luôn, đi đi ngọn đây, đi ngọn phía bên này các bạn ạ. Này, các bạn đều thấy bên kia là đi ngọn nhá, mai xuân em sẽ đi dốc này. Ở bên kia đây, ở bên kia. Các bác vào like cho em xin một chia sẻ rất là hồi hộp luôn. Cùng em nhé, cùng em mình mở bát cây này đẹp dã man luôn mọi người ạ. Đấy. Mơ giờ phương mắc mơ được bấn
Ôi cái kênh này mà em không xài tiếp à? Mắt anh kém quá. Uh-huh.